Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình xin chúc mừng cho tất cả bạn đã tham gia dự án nhận 500 triệu tốc cần Doret nè các bạn. Thì trước tiên thì mình cảm ơn tất cả các bạn nha các bạn. Đặc biệt là các bạn Tho đầu tiên đã comment, đã nhắc mình đã nói tốc cần đã phân phối và đã list sàn các bạn, thì mình vừa xả ra liền thì được 200 USDT các bạn. Thì bạn nào chưa xả thì các bạn vào chat dí các bạn, thì để check được thì các bạn vào trang BC scan của tất cả các bạn nè, hoặc là các bạn copy công chắc cho phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Các bạn dán vào trình duyệt cái chocolate nè, hoặc là MetaMask các bạn, thì nó hiện các bạn vì mình đã áp rồi các bạn. Thì hiện tại con này giá cũng còn ngon các bạn, 0.002 gì đó, sớm lên tới 0.03 đó, 0.2467 mà 500 triệu rất là nhiều luôn các bạn. Giá khá là cao, để xả được thì các bạn vào sàn PancakeSwap này các bạn. Thì nhiệm vụ của mình là một là rồi các bạn nhấp vào các bạn connect ví nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào đây nè. Rồi, các bạn dán nè. Rất là nhiều bạn mình cảm ơn tất cả các bạn nha, rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình nói là con này phân phối. Rồi, sau đó thì các bạn chọn mắt nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào approve, sau đó bạn bấm swap. Thì các bạn nào swap không được thì các bạn nhấp vào cái mục bánh răng này các bạn. Các bạn chỉnh phí ra lên 25 nha các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn swap nha các bạn. Vì mình đã swap được 0.53 BNB rồi các bạn. Sắp xỉ gần 200 đô luôn các bạn. Ok, vậy video mình đã cập nhật cho các bạn dự án Doret trên đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.